Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 75 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Xem đồng hồ rồi viết giờ thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây chúng ta có kim ngắn chỉ đến số 1, kim dài chỉ đến số 12 thì chúng ta sẽ có đây là 1 giờ. 1 giờ. Đấy, các em nhìn thấy kim dài chỉ đến số 12 rồi thì chúng ta sẽ nhìn kim ngắn chỉ đến số bao nhiêu thì lúc đấy là chừng đấy giờ. Nó sẽ phụ thuộc vào cái kim ngắn. Còn kim dài thì ở chương trình chúng ta thì luôn chỉ đến số 12 đây. Kim dài số 12, kim ngắn chỉ đến số 3 thì là 3 giờ. Kim dài chỉ đến số 12, kim ngắn chỉ đến số 10 là 10 giờ. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tập số 2. Ai chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm cho xong nhé. Để cô và các bạn chuyển sang bài tập số 2 nhé. Như vậy, ta có bài tập số 2 như sau. Nối đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ nói về ngày chủ nhật của Nam. Buổi sáng Nam đến lớp à Nam đến thăm ông bà lúc 8 giờ. Đây là sáng chủ nhật thì Nam đến thăm ông bà là vào lúc 8 giờ. Như vậy đến thăm ông bà lúc 8 giờ thì chúng ta sẽ nối cái kim ngắn chỉ đến số 8, kim dài chỉ đến số 12. Như vậy các em sẽ nối hai này với nhau. Rồi. Tiếp tục. Cô cho nhỏ lại một chút nhé. Tiếp theo, buổi chiều, Nam giúp ông chăm sóc cây lúc 4 giờ. Lúc 4 giờ thì kim dài chỉ đến số 12 và kim ngắn chỉ đến số 4. Như vậy, buổi chiều, đấy, kim ngắn chỉ đến số 4, kim dài chỉ đến số 12. Tiếp tục, buổi trưa, cả nhà ăn cơm trưa lúc 12 giờ. Lúc 12 giờ tức là cả kim ngắn cả kim dài cùng chỉ đến số 12 đấy các em. Như vậy chúng ta sẽ nối đến số 12 đây. Kim ngắn và kim dài cùng chỉ số 12. Tiếp theo nữa, Nam về nhà lúc 7 giờ. Lúc 7 giờ ở đây thì chúng ta thấy là kim ngắn thì phải chỉ đến số 7 và kim dài chỉ đến số 12. Như vậy về nhà. Đây cả nhà là về lúc 7 giờ. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2 rồi. Những bạn nào mà chưa nối xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Yêu cầu các bạn là hãy vẽ kim đồng hồ chỉ giờ thích hợp. Buổi chiều mai giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ. Vậy lúc 6 giờ tức là kim ngắn chỉ đến số 6 và kim dài chỉ đến số 12. Như vậy các em vẽ cho cô một cái kim dài chỉ đến số 12 này. Và một cái kim ngắn chỉ đến số 6. Như vậy kim dài chỉ đến số 12 đây. Kim ngắn thì các bạn vẽ ngắn hơn. Đấy. Kim ngắn thì chúng ta vẽ ngắn hơn, vẽ đến số 6 này. Kim dài chúng ta vẽ đến số 12, vẽ dài hơn này. Tiếp theo, buổi chiều em thường làm gì lúc 6 giờ? Vậy lúc 6 giờ thì em thường làm gì? À, em có thể là giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ. Hoặc là em có thể là đi tắm gội lúc 6 giờ. Đúng không? Đấy. Hoặc là lúc 6 giờ thì nhiều bạn có thể là ngồi giải trí. Nhưng mà thường thì lúc 6 giờ này là chúng ta hay nấu cơm. Các bạn có thể tắm vào lúc 6 giờ thì cũng được. Một số bạn tắm vào giờ này hoặc là có thể tắm vào lúc sớm hơn. Vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời là buổi chiều em giúp mẹ nấu cơm lúc lúc 6 giờ. Hoặc là giúp mẹ gấp quần áo lúc 6 giờ. Được không? Được. Cái này là có nhiều các đáp án nhé. Em làm gì lúc 6 giờ buổi chiều thì em sẽ ghi vào đúng không? Buổi chiều. Em gấp quần áo. Em gấp
Quần áo. Lúc 6 giờ. Đấy, lúc 6 giờ là em gấp quần áo giúp mẹ đấy. Các bạn có thể nấu cơm, phụ mẹ nấu cơm đúng không? Giúp mẹ nấu cơm lúc 6 giờ thì cũng được. Đấy, như cô nói là cái này là có nhiều các cái đáp án khác nhau. Bây giờ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Những ai chưa xong bài tập trên thì các em hãy dừng lại để làm cho xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 4 như sau. Ai chưa xong bài tập số 3 này thì các em hãy dừng lại để làm cho xong bài tập 3. Bài tập số 4, đọc mỗi từ lịch sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm. Ngày mùng 2 tháng 9 là thứ mấy? Như vậy chúng ta sẽ có ngày mùng 2 này của tháng 9 này chính là ngày thứ 5. Như vậy các em sẽ điền là thứ 5. Ngày mùng 8 tháng 3, chúng ta có ngày mùng 8 tháng 3 là thứ 2. Tiếp theo, ngày 19 tháng 5, đây ngày 19 của tháng 5 đây chính là ngày thứ tư. Ngày mùng 10 tháng 10, đây ngày mùng 10 tháng 10 chính là ngày chủ nhật. Nói về những sự kiện mà em biết gắn với các cái ngày trên. Như vậy chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem các cái ngày này gắn với các sự kiện nào. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Việt Nam này. Ngày mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ này. Ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Bác Hồ này. Ngày mùng 10 tháng 10 chính là ngày giải phóng thủ đô. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Ngày mùng 2 tháng 9 này. Ngày mùng 2 tháng 9 này. Ngày này chính là ngày quốc khánh. Đấy, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 đấy. Đây là ngày quốc khánh của nước Việt Nam. Tiếp theo, ngày mùng 8 tháng 3. Chính là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày này chính là ngày quốc tế phụ nữ. Tiếp theo, ngày 19 tháng 5. Ngày 19 tháng 5 chính là ngày sinh nhật Bác Hồ. Đấy, ngày sinh nhật của Bác Hồ. Ngày mùng 10 tháng 10 là ngày giải phóng thủ đô. Ngày mùng 10 tháng 10 thì là ngày giải phóng thủ đô nhá. Đây là hết giấy rồi các bạn, người ta chừa ngắn quá. Cái ngày này này chính là ngày giải phóng thủ đô. Đây chính là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Đấy là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội đấy các bạn. Như vậy trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập của bài 75 trong vở bài tập toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.